Dưới thời vua Trần Thuận Tông, Lê Quý Ly với thế lực lớn đã nắm toàn bộ quyền lực trong triều đình. Năm 1396, ông hạ lệnh ban hành tiền giấy với mong muốn củng cố quốc phòng và cứu vãn nền kinh tế sa sút. Là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam ban hành và sử dụng tiền giấy, Lê Quý Ly đã có một cải cách vô cùng táo bạo. Tình hình quốc phòng nguy rồi, Chiêm Thành Hùng mạnh lên từng ngày, nhà Minh thì hết thăm dò, đòi hỏi, lại quấy nhiễu liên miên. Cứ thế này, nếu không chấn chỉnh quân đội, cho đúc thêm vũ khí thuyền bè để phòng bị, e rằng... Bây giờ gánh nặng cho quân đội quá lớn mà ngân khố không còn nhiều nữa. Ông xem, nay tài chính cạn kiệt, ngân sách không còn đủ để đúc thêm tiền. Để chi dùng trong dân chúng, thì biết lo cho quốc phòng thế nào đây? Phải làm thế nào đây? Có một cách. Cách gì? Chỉ còn một cách là phải đổi tiền. Phải đổi tiền đồng thành tiền giấy. Ban hành tiền giấy, bệ hạ, việc này không nên. Tiền giấy dù được triều đình in ấn và ban hành, nhưng rốt cục chỉ là một mảnh giấy. Phí tổn chỉ đáng 5-3 tiền, mà lại đổi được vật đáng giá 7-8 tiền thì thật là vô lý. Tiền giấy rất dễ lưu hành, dễ in ấn. Và lại, việc bức thiết lúc này là triều đình có thể nhờ việc thu đổi tiền giấy lấy tiền đồng mà thu về trong tay một khối lượng đồng khá lớn. Từ đó có thể sử dụng chúng vào việc chế tạo vũ khí phục vụ quốc phòng. Như vậy là tiết kiệm được kim loại và sử dụng tiền thuận tiện hơn. Tiền giấy có thể làm giả mạo dễ dàng, sẽ loạn mất. Chúng ta có thể cấm tiêu tiền đồng. Kẻ nào lén dùng tiền đồng và làm giả tiền giấy có thể xử thật nặng để răn đe. Việc quan trọng bây giờ là chúng ta cần thu thập kim loại phục vụ quốc phòng đã. Các ông thật là, việc in ấn tiền giấy và cấm tiền đồng không phải chuyện đơn giản để một chốc có thể làm được ngay. Đúng vậy, chúng ta phải thúc đẩy kinh tế và tạo lòng tin của dân chúng, nên cần thời gian dài mới làm được. Ta biết đây là một chính sách táo bạo, nhưng nếu không đánh đổi, không dám làm thì không còn biện pháp nào khả thi hơn đâu. Bệ hạ, việc này cứ quyết như vậy đi ạ. Tháng 4 năm 1396, triều đình bắt đầu phát tiền giấy đấy các ông bà. Này ra lệnh cho người dân đến đổi. Cứ một quan tiền đồng, đổi lấy một quan hai tiền giấy. Để xem nào. Trăm dân không được dùng tiền đồng hay tàng trữ riêng. Bao nhiêu tiền đồng phải nộp về kho ngao trì ở kinh thành hay trị sở các xứ. Người nào làm giả tiền giấy hoặc lén dùng tiền đồng thì bị xử tử, ruộng đất tài sản bị sung công. Năm 1396, lần đầu tiên trong lịch sử, triều đình Đại Việt cho ban hành tiền giấy. Tuy nhiên, dù đã có nhiều cố gắng trong việc... Dưới triều Trần, các quý tộc được phép khai khẩn ruộng đất và thành lập các điền trang riêng của mình. Tuy nhiên, vào cuối thời Trần, mô hình kinh tế này đã không còn phù hợp với yêu cầu củng cố quốc gia tập quyền. Vì vậy, năm 1397, Lê Quý Ly ban hành phép hạn điền nhằm giới hạn sở hữu ruộng đất đối với các tôn thất họ Trần. Thưa cha. Sao hả? Việc ta giao cho con làm tới đâu rồi? Con đã tổng hợp tất cả các tài liệu về tài sản của quý tộc nhà Trần trong sổ sách ở đây rồi ạ. Đúng là lúc đất nước suy vi, kinh tế khó khăn, vậy mà các quý tộc Trần vẫn có những điền trang vô cùng rộng lớn. Ta đã sớm nhận ra điều này rồi. Xưa kia, để khuyến khích người dân khai hoang lập ấp, triều đình đã cho phép tôn thất nhà Trần được phép khai khẩn đất đai khắp nơi và biến đó thành ruộng đất của riêng mình. Ta phải tìm cách thu ruộng đất về tay triều đình để phát triển sản xuất nông nghiệp. Ý cha là... Ta đang tìm cách ép nhà vua ban hành chính sách hạn điền để thu hồi ruộng đất, giới hạn điền sản của các tôn thất họ Trần. Đây là việc trực tiếp hạn chế quyền lợi của quý tộc họ Trần. Còn e sẽ vấp phải sự phản kháng dữ dội của họ. Quý tộc Trần đã ra sức chiếm dụng ruộng đất, mở rộng điền trang. Như vậy là tiềm lực kinh tế của họ không hề nhỏ. Muốn đánh đổ thế lực chính trị của họ Trần, tất nhiên phải tấn công vào khả năng kinh tế. Việc này cứ từ từ làm, từng bước, tất sẽ thành. Vâng mệnh trời ban, hoàng đế chiếu viết. Kinh tế đang buổi khó khăn, nông nghiệp đình đốn. Số ruộng đất công ít ỏi chưa đáp ứng được việc canh tác trên cả nước. Đến nay, chấm lập phép hạn điền
để hạn định lại số ruộng đất của thứ dân, hạn chế ruộng tư, tăng nhiều ruộng công để phục vụ sản xuất. Vậy, hạn định chỉ có đại vương và trưởng công chúa thì có ruộng, không bị hạn định, còn thứ dân không được quá 10 mẫu ruộng. Người nào ruộng quá hạn định thì phải nộp vào quan, người nào phạm tội được phép mang ruộng chuộc tội. Số ruộng còn lại xung làm ruộng công. Khâm thử. Lê Quý Ly ra chính sách hạn điền là muốn triệt hạ thế lực của tôn thất nhà Trần ở mọi mặt đây mà. Thật quá nham hiểm. Vậy là đất đai mấy đời cha ông khai khẩn sẽ đều mất hết sao? Con lo gì? Không phải mẹ vẫn là trưởng công chúa nên có số ruộng không bị hạn định hay sao? Mẹ ơi, nhưng rất nhiều họ hàng của nhà ta bị tịch thu hết ruộng rồi. Lê Quý Ly chưa động chạm đến ruộng đất của chúng ta là bởi đại quý tộc vẫn còn nhiều uy thế. Và lại, Lê Quý Ly bây giờ cũng có thể coi là đại quý tộc rồi. Nhưng một khi ông ta muốn phá thì chưa biết về sau thế nào đâu. Cũng phải, số đại quý tộc không nhiều nhưng diện tích thái ấp Điền Trang lại rất lớn. Lê Quý Ly sẽ không để yên đâu. Chúng ta phải suy tính trước thôi. Chính sách hạn điền nhằm hạn chế quyền chiếm hữu ruộng đất của Điền. Sau khi ban hành chính sách hạn điền năm 1397 đến năm 1398, Lê Quý Ly lại tiếp tục thực hiện chính sách kiểm soát ruộng đất thông qua việc đo đạc hai tên họ trên mỗi mảnh ruộng. Nhà nước đã tập trung vào tay mình một số lượng lớn ruộng đất vô chủ. Triều đình thông qua đó mà kiểm soát được tình hình ruộng đất thực tế trong cả nước. Bẩm đại nhân phu nhân, triều đình gửi thông cáo đến các bậc tôn thất. Triều đình thông báo cho quan phủ xuống đo đạc lại ruộng đất của thứ dân và quý tộc để kiểm soát đất đai. Ruộng đất khai khẩn bao đời của nhà ta bị xung công gần hết rồi. Lê Quý Ly kia làm vậy nhằm đánh vào quý tộc họ Trần đây mà. Thưa bà con, năm ngoái triều đình đã ban chính sách hạn điền, năm nay tiếp tục cho đo đạc lại đất đai để kiểm soát ruộng đất trên cả nước. Đức vua hạ lệnh cho dân, người nào có ruộng phải cung khai báo cáo số mẫu ruộng. Trên mặt ruộng phải cắm thẻ ghi họ tên của mình để các quan ở lộ, phủ, châu và huyện phải cùng nhau kiểm xét đo đạc. Ồ, vậy là đất đai của nhà giàu quý tộc cũng bị mang ra đo đạc lại phải không? Đúng vậy, mỗi người họ chỉ được cấp 10 mẫu ruộng, phần đất còn lại sẽ trở thành ruộng đất công hết. Phen này nhà giàu mất đất, xem còn phú quý được bao lâu. Trời ơi, triều đình làm vậy thì chỉ ảnh hưởng đến những người giàu có nhiều ruộng thôi. Chứ với đám dân đen như bọn ta thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Đúng đấy, trước kia chúng ta cày ruộng trong các thái ấp thì bây giờ trở thành những người cày ruộng cho nhà vua. Chúng ta vẫn phải đóng tô và chịu lực dịch thôi. Bẩm đại nhân, tất cả những người có ruộng trong làng đã khai báo số mẫu ruộng và cắm thẻ họ tên của mình rồi ạ. Ruộng này của nhà ai? Sao không thấy có người khai báo? Dạ bẩm, ruộng này có lẽ là ruộng vô chủ nên không có ai nhận ạ. Mau vào đo đạc rồi xung làm ruộng công. Dạ dạ. Thưa đại nhân, hạ quan đã ra lệnh cho tiến hành tổng đo đạc ruộng đất của dân. Dự kiến trong vài năm tới, chúng ta sẽ biết rõ số diện tích ruộng đất trong cả nước và lập đầy đủ được danh sách chủ sở hữu. Tốt lắm. Triều đình phải quản lý tốt số đất đai trong cả nước thì mới có thể đề ra những chính sách đúng đắn phát triển nông nghiệp. Phải rồi, quý tộc họ Trần có phản ứng gì không? Thưa cha, không chỉ có họ mà nhiều kẻ cũng tỏ ra bất mãn. Như hành khiển Hà Đức Lân đi nói với mọi người rằng cha cho đặt ra phép này chỉ để ăn cướp ruộng của dân thôi ạ. Hắn đã không biết lo đến việc chung thì chớ, ăn nói hàm hồ như vậy, muốn đối đầu với ta sao? Một kẻ như thế thì phải biếm chức, cắt hắn xuống làm thượng thư bộ hộ đi. Chính sách về ruộng đất của Lê Quý Ly bây giờ đã đụng chạm trực tiếp đến quyền lợi của tầng lớp trên trong xã hội, gây nên những phản ứng tiêu cực. Tháng 3 năm 1398, trước sự ép buộc ngầm của Lê Quý Ly, vua Trần Thuận Tông truyền ngôi cho Hoàng Thái Tử An, tức vua Trần Thiếu Đế. Lê Quý Ly tự xưng là quốc tổ nhiếp chính, khâm liệt đại vương, giúp nhà vua điều hành chính sự. Đến năm 1400, Lê Quý Ly lại truất vua Thiếu Đế làm Bảo Ninh đại vương và tự xưng làm hoàng đế, lập ra nhà Hồ.
tháng 3 năm 1398. Chấm lúc trước vẫn mến tưởng phong vị thanh tao, không có bụng muốn ngự xe hoàng ốc bọc lụa sắc vàng. Nay truyền ngôi để nghiệp lớn được lâu dài, Hoàng Thái tử An cần được lên ngôi vua, phụ chính Thái sư Lê Quý Ly lấy danh nghĩa là quốc tổ thay giữ chính quyền. Chấm tự xưng Thái thượng nguyên quân hoàng đế, bồi dưỡng lòng trai khiết ở cung Bảo Thanh, để thỏa được ý muốn trước kia của chấm. Bệ hạ vạn tuế. Hai năm sau, năm 1400. Hôm nay Nhiếp Chính đại vương lại không lên triều sao? Ông ấy cao bệnh không thể thiết triều được. Đức vua còn nhỏ tuổi, không biết việc công, không có Lê đại nhân Nhiếp Chính, ta thật lo lắng cho vận mệnh nước nhà. Chuyện này ta ngờ là có ý gì đây? Ông ngoại, ông ngoại. Nào Hoàng Nhi, không được vô lễ. Con là vua của một nước, con phải... Con không thích làm vua, con thích đi chơi cơ. Con thích đi chơi cơ. Bẩm đại nhân, ở ngoài cổng bách quan đang đứng chờ, xin được tiếp kiến. Thuộc hạ đã báo là đại nhân bị bệnh, nhưng họ nhất quyết không chịu về. Thôi được, cho vào. Bẩm Nhiếp Chính đại vương, hôm nay bách quan tới đây tha thiết mong đại vương hãy trở lại thiết triều. Triều đình có trăm quan lo việc, ai cũng có phận sự của mình, ta đâu làm được gì. Dạ bẩm đại nhân, tuy vị trí là bề tôi Nhiếp Chính, nhưng tâm sức bỏ ra là tâm sức của người đứng đầu thiên hạ, không ai thay thế được ạ. Ông đừng có nói càn, kẻo đức vua nghe thấy. Đừng tưởng bệ hạ nhỏ tuổi mà không biết gì. Vừa rồi ngài đã nói không thích làm vua, đòi nhường ngôi lại cho ta đấy. Vậy ra ý của nhà vua cũng là ý của bách quan trong triều. Ta sắp đến ngày xuống lỗ rồi, nếu làm như vậy thì còn mặt mũi nào trông thấy tiên đế ở nơi Cửu Tuyền được. Xin đại vương vì giang sơn, vì bách tính mà gánh vác lấy trọng trách này ạ. Đây là biểu văn mà bách quan trong triều dâng lên để tôn đại vương lên ngôi ạ. Xin đại vương hãy vì quân dân bách tính. Năm 1400, sau 3 lần bách quan dâng biểu khuyên lên ngôi, Lê Quý Ly lên ngôi vua, xưng là Thánh Nguyên năm thứ nhất. Vì Lê Quý Ly vốn khi còn làm quan dưới triều Trần, Hồ Quý Ly đã sớm nhận ra sự sa sút của bộ máy quan lại trong triều đình là nguyên nhân lớn khiến triều đình trung ương rệu rã. Năm 1400, ngay khi lên ngôi lập nên nhà Hồ, việc làm đầu tiên của ông là cho đặt chức liêm phóng sứ với nhiệm vụ thanh tra việc làm của các quan lại ở địa phương. Bẩm đại nhân, có thư của Thượng Hoàng gửi tới cho đại nhân. Thượng Hoàng sai ta tới Lộ Tam Giang để bí mật dò hỏi về việc cai trị của quan lại. Không lẽ Thượng Hoàng nghe được chuyện gì ở đây? Chuẩn bị lên đường đến Lộ Tam Giang. Ngươi hãy gọi cho các thuộc hạ làm việc cho liêm phóng sứ, chuẩn bị hợp lại để bàn việc gấp. Tiểu thư, xin bố thí cho giả một chút. Mấy tháng này hạn hán, giả... Bẩn quá, tránh xa ta ra, kẻo ta cho người gô cổ lại bây giờ. Tiểu thư à, quan huyện giàu có như thế, không lẽ tiểu thư ăn sung mặc sướng mà không thể bố thí cho giả một miếng ăn làm phúc hay sao? Cha ta có giàu nữa cũng không bao giờ cho ngươi đâu, tránh xa ra. Bác gái, đây, bác hãy cầm lấy số tiền này. Đội ơn đại nhân. Vì tiểu thư vừa rồi là ai vậy? Ngài không biết sao, đó là con gái của quan huyện đấy. Nàng ấy được sống sung sướng mà không biết thương người, đúng là cha nào còn nấy. Quan huyện ở đây là người thế nào? Ông ta là quan huyện mà đã bao giờ biết chăm lo đến dân chúng đâu. Bẩm liêm phóng sứ đại nhân, theo lệnh của đại nhân, chúng thuộc hạ đã bí mật vào tận phủ của quan huyện ở đây để dò hỏi và phát hiện ra nhiều điều bất thường. Dạ phải, có rất nhiều bằng chứng cho thấy ông ta tham ô hối lộ, biển thủ hàng cứu tế của triều đình để thu lợi riêng. Vì vậy, tuy mấy tháng nay hạn hán, triều đình đã cho cứu tế, nhưng dân chúng vẫn đói khổ. Vậy lòng dân đối với ông ta thì sao?
Bẩm, dân chúng ở đây hận quan phủ đến xương tủy và rất oán trách triều đình. Được, bây giờ các ngươi hãy điều tra tiếp những việc này cho ta. Dạ, sau khi điều tra được những việc làm của hắn, thần đã vô cùng phẫn nộ, mong bệ hạ mau xem xét xử tội viên quan huyện này, rồi thay một vị quan mới về Lộ Tam Giang, để dân chúng ở đây có được một vị quan phụ mẫu thương dân như con. Chấm nhất định sẽ trừng trị hắn thích đáng. Vậy là chấm có thể cắt bỏ được khối ung nhọt trong triều đình rồi. Việc chấm giao lần này khanh làm rất tốt. Đội ơn bệ hạ. Chấm, khanh cùng các quan liêm phóng sứ hãy dốc sức hoàn thành trọng trách để việc nước được an vui. Để tạo nên một chính quyền trung ương ổn định, trước hết phải tạo nên sự vững mạnh từ các địa phương. Năm 1400, sau khi lập nên triều Hồ, Hồ Quý Ly đã có ý định chuyển ngôi cho con trai để lên làm Thái Thượng Hoàng. Đứng trước lựa chọn một trong hai người con trai là Hồ Nguyên Chừng và Hồ Hán Thương, ông đã tìm cách thử ý của người con cả Hồ Nguyên Chừng và chọn con thứ là Hồ Hán Thương thay ông nối tiếp cơ đồ. Gần đây tôi đang chăn trở làm sao để sáng chế ra một loại chiến thuyền phù hợp với nước Nam ta. Bây giờ mà ông còn ngồi đấy ung dung chế thuyền được à? Chẳng phải cha ông đang tính chuyện lập thái tử kế vị ngôi báu, ông không để ý chút gì hay sao? Cha chỉ có hai người con trai, giữa tôi và Hán Thương. Đương nhiên cha phải chọn Hán Thương rồi. Ông là con trưởng, Hán Thương chỉ là con thứ, ngôi vị phải về tay ông mới đúng. Sao lại bỏ trưởng lập thứ được chứ? Ngôi thiên tử mang trọng trách rất nặng nề, phải trao cho người nào phù hợp nhất. Đúng là bây giờ đại vương đã nắm quyền bính trong tay, nhưng người họ Trần vẫn oán giận sục sôi lắm. Không tìm cách vỗ về từ bây giờ thì e rằng sau này không yên. Việc lập thái tử phải suy xét đường đi nước bước thật kỹ lưỡng mới được. Ta cũng đang tính đây. Trong hai người con trai thì Nguyên Chừng không có huyết thống gì với họ Trần. Nếu để Chừng kế ngôi, e sẽ làm cho sự oán hận của họ Trần sục sôi. Hán Thường là con thứ, nhưng dẫu gì cũng mang huyết thống nhà Trần. Có phải ý đại vương đã quyết đưa Hán Thương lên ngôi, nhưng ngài lại e ngại Nguyên Chừng sẽ không bằng lòng phải không ạ? Đúng vậy. Hạ quan thấy Nguyên Chừng là người có tài đức, biết suy tính. Đại vương cứ mang chuyện này đi dò hỏi xem chí hướng Chừng ra làm sao, rồi tìm cách nói cho Chừng hiểu. Cha, cha cho gọi con à? Nguyên Chừng, con hãy ngồi đi. Ta mới được dâng tặng một chiếc nghiên đá rất quý. Này gọi con đến là muốn ban cho con. Nghiền đá đẹp quá, thoi mực cũng rất thơm à. Thứ nhất quyền kỳ thạch, hữu thời vi vân, vi vũ, dĩ nhuận sinh dân. Ý cha nói, nghiên mực này là một viên đá kỳ lạ, chỉ bằng nắm tay, nhưng lại có lúc làm mây, làm mưa, để thấm nhuận cho nhân dân. Cha muốn hỏi thử chí hướng của ta về việc truyền ngôi ư? Cha, con xin đối lại. Giá tam thốn tiểu tùng, tha nhật tác đống, tác lương, dĩ phù xạ tắc. Thế đối rất chuẩn. Cây thông kia thân nhỏ bằng với ba tấc, nhưng ngày sau có thể làm giường cột để chống nâng xạ tắc. Như vậy là rõ rồi. Con ta khẳng khái, tỏ lòng không tranh giành với huynh đệ, lại vẫn nguyện làm cây thông giữ nước, dốc lòng vì xạ tắc. Vậy thì ta có thể yên tâm truyền ngôi cho Hán Thương rồi. Hiểu được ý tứ Hồ Nguyên Chừng, năm 1400, Hồ Quý Ly truyền ngôi vị cho Hồ Hán Thương, tự xưng là Thái. Hồ Nguyên Chừng là con trưởng của Hồ Quý Ly. Ông là một người đặc biệt có tài về lĩnh vực quân sự và chế tạo vũ khí. Năm 1400, Hồ Nguyên Chừng được vua Hồ Hán Thương giao trọng trách chế tạo thuyền chiến hai tầng, lấy tên là Trung Tài Tải Lương, Cổ Lâu Thuyền Tải Lương. Đây là loại thuyền chiến hai tầng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Bệ hạ, người nhà Minh nói gì? Huynh có nhớ chuyện mấy năm trước Chiêm Thành sang ta dâng cống hai con voi đen trắng và xin hoãn quân không? Vậy mà giờ người Chiêm lại mang chuyện đó nói với nhà Minh là họ Hồ chúng ta lấn đất và bắt cống voi. Mấy năm nay vua Minh thường xuyên cho người sang hạch sách, chúng ta phải tiếp ứng khổ sở. Xem ra âm mưu xâm lược của nhà Minh đã rõ mười mươi rồi. Về việc cống voi nên đối đãi làm sao cho phải, thưa Phụ Hoàng? Trước hết hãy mang hai con voi mà Chiêm Thành tiến cống
để cống cho nhà Minh. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc kháng chiến lâu dài. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt sống còn với chúng mà thôi. Trẫm đã liên tục ra lệnh mở xưởng đúc vũ khí, thu hồi tiền đồng để đúc súng, tuyển thợ giỏi vào làm việc ở các công xưởng quân sự. Phải đặc biệt chú trọng đến lực lượng thủy quân. Thủy binh phải được trang bị thuyền chiến lớn và có khả năng thủy chiến tốt. Vũ khí cũng cần phải được cải tiến. Nguyên Trừng, việc nghiên cứu sáng chế ra loại thuyền mới còn làm tới đâu rồi? Làm sao để đóng được chiến thuyền vừa lớn lại vừa che mắt được người Minh đây? Chi bằng mượn kiểu thuyền vận tải xem sao. Bên ngoài thì nhìn như thuyền chở lương, bên trong là thuyền chiến. Một thời gian sau, Thượng Hoàng và Bệ Hạ nhìn xem, quân đội ta đã đóng được thuyền Mông Đồng hai đáy, Lưỡng Phúc hai lòng, Ngự, thuyền chỉ huy, Lâu Thuyền, Trường Quang, Châu Kiều và Đinh Sắt. Vâng mệnh Bệ Hạ, thần kế thừa những điểm tốt nhất của những loại thuyền này để chế tạo ra một loại thuyền mới. Loại thuyền mới đã xong rồi sao? Huynh quả thật tài ba, đệ nóng lòng muốn thấy chiến thuyền đó lắm. Hả? Thuyền này bên ngoài thì nhìn như thuyền chở lương, nhưng bên trong là thuyền chiến. Nếu thuyền bình thường có một đáy, thì thuyền này làm thêm một đáy nữa, tức một tầng trên lát ván sàn, tiện cho việc đi lại. Tầng dưới chia làm hai ngăn với nhiều khoang, phía trên để giấu lính chiến đấu, phía dưới dành cho đội lính chèo với hàng dãy mái chèo dọc theo hai bên thân thuyền. Điều đặc biệt là thuyền vừa có thể vận tải quân lương, vừa được trang bị nhiều thần cơ pháo để chiến đấu. Giỏi, giỏi lắm. Huynh hãy cho thuyền chạy để trẫm và phụ hoàng cùng xem. Người đâu, sẵn sàng chờ lệnh. Trước ý đồ xâm lược của nhà Minh, triều đình nhà Hồ đã vừa chú trọng củng cố quốc phòng, vừa lo cải tiến trang bị vũ khí.